Thế là mọi người trong video này Khải sẽ chia sẻ cho mọi người về cái vận chuyển nhá vận chuyển gồm các loại phí vận chuyển nào từ Trung Quốc về đến Việt Nam và thời gian vận chuyển cũng như là cước vận chuyển đó thì để các bạn có thể căn cứ vào cái chia sẻ này các bạn lựa chọn ra một đơn vị vận chuyển để chuyển hàng hóa cho mình nhá đây ví dụ như là các bạn đặt một đơn hàng từ Trung Quốc về đến Việt Nam thì các bạn phải chịu những cái loại phí như nào đó là những có những cái sáu cái loại phí cơ bản như này mà bất kỳ một đơn vị vận chuyển nào cũng uh, thường là có đó là phí vận chuyển của Trung Việt tức là phí vận chuyển từ kho của bên Trung Quốc của đơn vị vận chuyển về đến kho Việt Nam của đơn vị vận chuyển các bạn nhá đấy là phí thứ nhất phí thứ hai là phí ship nội địa chung nội địa chung thì ví dụ các bạn mua trên Taobao uh, 68 đấy thì uh, ship về đến kho của đơn vị vận chuyển đấy, kho bên Trung Quốc ấy, thì là phí ship nội địa chung, thì thường là mua trên to bao là miễn phí ship đúng không? Nhưng mà mua trên một xóm tám ấy thì là không miễn phí ship. thì cái này uh, phí ship này các bạn có thể mặc cả phí ship trên một xóm tám nha, có thể mặc cả được với nhà cung cấp ở trong cái những cái bài trước mình đã chia sẻ rồi. phí thứ ba là phí uh, kiểm đếm hàng hóa với những cái loại hàng hóa mà nhỏ nhỏ linh kiện nhiều nhiều thứ ấy mình phải kiểm đếm không sợ nó về đến Việt Nam rồi nó bị thiếu hàng thì bên mình những bảng cước này là bên của bên mình nhá. Cập nhật ngày 12 tháng 9 mươi 23 thì cái phí kiểm đếm này bên mình không không tính. Đấy nhưng mà một số bên nó sẽ tính theo phần trăm nhá. À, một vài phần trăm uh, giá trị đơn hàng. Rồi tiếp theo là cái phí đóng thùng gỗ. Uh, ví dụ như đóng gỗ là đối với những cái hàng mà dễ vỡ hàng như kiểu là pha lê thủy tinh hoặc là bình rượu đấy các bạn ví dụ như bình rượu một chai rượu mau đài của trung quốc bây giờ nó rơi vào khoảng độ hơn ba nghìn tệ đấy nó vào tầm khoảng 13 triệu tiền việt việt nam nhé một chai rượu như vậy và một thùng rượu của nó là 6 đến uh, 6 chai có loại 6 chai có loại là uh, 9 chai đấy thì nó rơi vào khoảng độ 80 triệu uh, hơn 80 triệu tiền Việt Nam rồi một thùng rượu uh, mau đài nhá có 6 chai thôi thì uh, những cái phí đóng gỗ này ấy, nó không đáng kể so với cái giá trị đơn hàng nhưng những cái hàng giá trị thì người ta phải đóng gỗ thì thường cái phí này là 20 tệ cho một kg một kg đầu tiên còn những cái kg, tiếp theo thì cứ một tệ trên một kg nhá cái này là giá chung của các bên vận chuyển rồi và bên mình cũng có cái phí tại phí đóng gỗ tại cái thời điểm này 12 tháng 9 2023 là phí như vậy các bạn nhé rồi tiếp theo là cái phí bảo hiểm hàng tức là uh, cái phí mà khi các bạn uh, chịu thêm 5 phần trăm phí này ví dụ chuyện uh, 5 phần trăm phí này hàng có bị hư hỏng thất nạc hay mất mát gì thì bên mình đền bù 100 phần trăm giá trị đơn hàng cho các bạn nhé đấy thì cái phí bảo hiểm hàng này các bạn lưu ý này những cái này là các bạn có thể chọn hoặc uh, không chọn lúc mà khi lên đơn nhé còn uh, phí ship tận nhà tiếp theo là cái phí ship tận nhà cái này thì uh, mình cũng có thể là đến kho bên mình lấy thì không mất cái phí này nhá phí ship tận nhà tức là khi uh, từ kho Việt Nam của bên uh, đơn vị vận chuyển đến nhà bạn ví dụ như kho của mình ví dụ ở Lào Cai chẳng hạn đến bạn uh, ship đến Hà Nội chẳng hạn đúng không ví dụ đấy là đấy là cái phí uh, ship tận nhà thì uh, bên cạnh đây mình đã có những cái bảng uh, tính cước rồi thì mình sẽ giải thích cho các bạn uh, nhé đấy những cái phí chắc chắn mình sẽ mất đấy uh, đấy là phí uh, đây phí vận chuyển Trung Quốc với Lan là chắc chắn là các bạn sẽ mất rồi đấy còn cái phí ship nội địa chung là có thể mất hoặc là mất phí hoặc là không mất phí nhá phí kiểm đếm là cũng có thể là không mất phí nhá đấy, phí đóng gỗ cũng có thể là không mất phí thông thường thì không mất phí phí bảo hiểm cũng có thể không mất phí đấy chiếu là một cái phí này có mỗi cái phí này là các bạn là lưu lưu quan tâm nhất là lưu ý cái phí này nhá đây ừ, cái mỗi cái phí này là uh, chắc chắn là sẽ phải mất rồi còn cái phí ship tận nhà này nữa thì đa số là cũng uh, cũng mất cũng mất bởi vì các bạn không thể đến lấy được và nói chung là cái phí này nữa cũng quan tâm thêm cái phí này các bạn nhé đấy đây sẽ là hai cái loại phí chính mà uh, thông thường là các bạn khi đặt hàng là phải phải trả đấy. thì uh, bên này mình đã chia sẻ cho các bạn rồi đây phí phí ship uh, Trung Việt tức là từ kho uh, của bên uh, Trung Quốc đấy, kho tại cửa khẩu gần bên cửa khẩu Trung Quốc lại về đến Việt Nam. Thì uh, uh, kho mình ví dụ kho mình ví dụ là tính ở kho Lào Cai thì là từ 1 đến 5 kg thì cước là 18.000 trên 1 kg. 5 đến 50 kg là 15.000 và 50 đến 100 kg là 14.000, còn lớn hơn 100 kg thì liên hệ nhá. Đấy, đây là cái phí ship trung việt đây phí ship trung việt còn cái phí ship uh, từ ship từ việt từ việt nam từ kho việt nam ấy đến uh, tại nhà bạn thì đây mình đã tính ra như này rồi các bạn ví dụ các bạn uh, đặt những đơn hàng nhỏ nhỏ khoảng độ từ 1 đến 5 kg thì mình sẽ gửi cho các bạn qua những cái bên uh, giao hàng nhanh này shopee giao việt theo giao tiết kiệm vnt vân vân đúng không thì cước đó đồng giá nó 35.000 trên 1 kg nhé à 35.000 trên uh, 5 kg thì các bạn 1 2 3 4 5 thì đều là 35.000 trên 1 kg. Thời gian nhận hàng thì từ khoảng độ trung bình khoảng độ 3 ngày. 3 ngày còn nếu mà Hà Nội thì nha à, khoảng độ 2 ngày, bây giờ vận chuyển khá nhanh. Đấy, khoảng 3 ngày trung bình khoảng 3 ngày là nhận được hàng rồi. Đấy thì uh, các bạn ở Trung Quốc uh, từ đặt hàng Trung Quốc là Trung Quốc mất khoảng 4 ngày về, về tay bạn mất khoảng 3 ngày nữa, đấy là khoảng độ uh, 7 ngày. 7 ngày còn nếu mà gửi xe thì nhanh hơn còn gửi xe thì nếu mà hàng nặng ấy, khoảng độ từ 50 kg trở lên đấy thì các bạn ưu tiên gửi xe gửi xe thường ấy từ Lào Cai đi Hà Nội thì khoảng độ 2.000 đồng trên 1 kg và thời gian nhận hàng là khoảng độ uh, qua một đêm uh, 8 tiếng 7 đến 8 tiếng là các bạn có thể nhận hàng được rồi còn gửi đi uh, Hồ Chí Minh rồi miền Đà Lẵng miền Trung và các tỉnh lân cận phía trong thì cước dao động khoảng độ 5.000 đồng trên 1 kg đấy là gửi xe các bạn nhé thời gian nhận hàng từ một ngày rưỡi đến uh, hai ngày đấy. thì nếu mà các bạn gửi xe ấy, nếu mà giả sử các bạn ở hà nội ấy, thì ví dụ như đặt hàng bên trung quốc mất ba 3, 3 ngày hoặc bốn ngày và mình uh, gửi xe cho các bạn mất coi như mất uh, về hà nội mất uh, tiếng tám tiếng coi như một ngày nữa đi đấy. thì thời gian các bạn nhận hàng chỉ khoảng độ 5 ngày thôi cũng rất là nhanh các bạn ạ năm ngày rất là nhanh đấy. nên là ngoài những cái hai cái loại phí này phí chính này các bạn để quan tâm thêm một cái điều nữa đấy là cái cân nặng cân nặng uh, sẽ được tính theo cân nặng thực tế hoặc là cân nặng quy đổi tùy cân nặng nào lớn hơn các bạn nhé đơn vị vận chuyển nào cũng thế thì ví dụ như những, những cái hàng cồng cành thì không thể tính theo cân nặng thực tế được hàng cồng cành thì sẽ có công thức quy đổi đó là uh, số kg bằng dài nhân rộng nhân cao và chia cho 5.000 Đấy, dài nhân rộng nhân cao và chia cho 5.000 ví dụ như các bạn đặt giấy ăn chẳng hạn một thùng giấy ăn thì nó rất là nhẹ mà nó hàng đấy rất là cồng cành thì sẽ quy đổi theo cái uh, công thức quy đổi này cân nặng này tính gần như là tính theo theo khối đấy các bạn nhé đấy thì ví dụ như một lô sản phẩm a lô giấy ăn chẳng hạn nặng 90 kg Đấy, cân nặng thực tế là 9 kg nhưng mà nó rất là cồng cành nên là phải quy đổi theo cái công thức là ví dụ dài rộng cao chia cho 5.000 đấy thì là 100 x 100 x 100 ví dụ vậy chia cho 5.000 thì bằng 200kg cơ bạn ạ đấy đây là cái lưu ý nhá thì uh, cái này các bạn cũng rất là phải để ý những cái hàng của mình là hàng gì và bên vận chuyển nào họ đa số là họ tính thế thôi đấy về vận chuyển thì có những cái yếu tố như thế này thôi để để lựa chọn ra một đơn vị vận chuyển thì các bạn ưu tiên nên là ưu tiên những đơn vị chuyển nào làm việc uh, nhanh này hoặc là kho gần nhà bạn này gần nhà bạn mà bạn có thể đến uh, lấy hàng được thì nó càng tốt đến lấy hàng thì rất là ok đỡ tiết kiệm được chi phí nào là hay chi phí đấy đúng không? Đấy, thì các bạn nếu mà đến lấy nhà đến nhà đến kho của đơn vị vận chuyển lấy hàng ấy, thì các bạn chỉ mất duy nhất một cái phí vận chuyển nội địa chung này thôi nhá, mặt duy nhất một cái phí này thôi thì rất là rẻ đúng không? Đặt hàng cảm thấy nó rất là rẻ rồi. Rồi, video này mình chia sẻ đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.